Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Trước khi trở thành đệ tử Phật đó, thì theo cái truyền thống văn hóa Phật giáo đó, chúng ta phải phát nguyện thứ nhất đó, là tự mình đọc và trở thành người đệ tử của Đức Phật, nhận Phật, nhận những lời dạy chân chính của Ngài làm thầy, và đồng thời ta nhận nương tựa vào các vị chân tu thật học để có được sự hướng dẫn trong những lúc cần thiết. Sau đó thì ta phải phát nguyện vâng giữ năm điều đạo đức, vốn là nền tảng hạnh phúc gia đình, cá nhân và toàn xã hội nói chung. Bây giờ thì tất cả hãy chắp tay trang nghiêm hướng về Đức Phật và làm theo nguyên văn để phát nguyện làm đệ tử của Ngài. Đệ tử chúng con tên là... Từ nay cho đến trọn đời... Xin nhận Đức Phật làm thầy. Xin nhận Đức Phật làm thầy. Đấng tuệ giác và từ bi. Đấng tuệ giác và từ bi. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Xin Phật gia hộ cho chúng con. Lại một lại cầu Phật chứng minh. Khi chúng ta phát nguyện quy Phật pháp tăng xong rồi đó, thì trên cơ bản chúng ta đã trở thành một Phật tử. Cái phần thứ hai là phần sống với đời sống đạo đức đó, nó làm cho mình có phước báo khi là Phật tử. Nếu mà mình không sống đạo đức thì ta không có được những giá trị lợi lạc. Và do vậy năm điều sau đây đó, nếu ta chưa làm được 100% thì cũng phải cố gắng với cam kết là nỗ lực làm nó ở trong một tương lai gần. Có những điều thì ta bỏ được liền ngay tức khắc, và cũng có một số điều ta bỏ hơi chậm, nhưng mà nếu ai nỗ lực thì cái đó sẽ thành công. Bây giờ hãy đọc theo nguyên văn để phát nguyện văn giữ năm điều đạo đức. Kính thưa tất cả quý Phật tử, khi một người sau thời gian tìm hiểu về Đức Phật và đạo Phật phát sinh ý niệm cảm thấy là thích thú về những giá trị đạo đức, tâm linh, văn hóa và những lời dạy phù hợp với khoa học của Ngài, ta muốn nhận Ngài làm thầy, thì việc phát nguyện văn giữ ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức vừa nêu được sẽ làm cho chúng ta trở thành một Phật tử chính thức. Có rất nhiều người trong cuộc đời sống rất hiền lương và đạo đức, nhưng vì do hiểu sai về đạo Phật hoặc nghĩ rằng là giáo lý của Ngài khó thực tập quá, cho nên lỡ mà không làm được đó, thì tội và lỗi của mình nhiều hơn, cho nên thà không quy. Vì hiểu sai như thế cho nên đã làm cho chính mình bị mất đi cái quyền lợi trở thành đệ tử của Đức Phật. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị đã trở thành đệ tử của Ngài sau ba phát nguyện đương tâm linh và năm phát nguyện về đạo đức. Làm đệ tử Đức Phật là một hạnh phúc thật sự. Nhà khoa học, bác học nổi tiếng của thế kỷ 20, Einstein, Việt Nam thuộc phiên âm là Einstein, đã có lần phát biểu: nếu trong thế giới này có một thứ tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ đáp ứng được các cái nhu cầu của khoa học và đạo đức, thì phải nói đó chỉ là đạo Phật thôi. Ông là một người theo đạo Tin Lành và là một nhà khoa học nghiên cứu với nhiều cái khám phá và đóng góp cho sự tiến bộ của con người. Nhưng khi được hỏi về giá trị của tôn giáo đó, thì ông xác định đó là đạo Phật.
bởi vì lịch sử của nhân loại đã chứng minh điều đó. Những lời dạy của Đức Phật ngày nay đó, các nhà khoa học nghiên cứu vào thì thấy rất là phù hợp. Và có người đã tiếc nuối phát biểu rằng là giá mà thế giới phương Tây, nơi mà khoa học được phát minh sớm hơn các châu lục còn lại đó, tiếp cận được đạo Phật khoảng chừng 5-7 thế kỷ về trước, hoặc là nhiều nữa, là có thể dài chục thế kỷ như là ở châu Á, thì cái phước báo tập thể của nhân loại nó đã vượt trội gấp đến nhiều chục lần. Và những cái công trình khám phá phát minh của khoa học đó, nó sẽ đi trước hiện nay thì đến là 5-3 thế kỷ. Lời nuối tiếc đó không có gì là quá đáng hết đó. Là bởi vì ngày hôm nay đó, các nhà khoa học vật lý hiện đại tìm thấy rất nhiều trong lời dạy của Đức Phật đó, những cái tư tưởng về vũ trụ quan, nhân sinh quan rất là khoa học, mà không có một tôn giáo nào cho đến bây giờ, dù là cổ hay kim, đông hay là tây, ngay cả những giáo phái mới, chi nhánh mới, có thể có được những lời dạy rất là đặc biệt như là của Đức Phật. Đức Phật là một thái tử Đông Cung, từ bỏ ngôi vua và là người đầu tiên trở thành Phật. Tại Ấn Độ thì chỉ có hai nhân vật thái tử đi tu thôi trong thời đại của ngài, đó là Mahavira, sau này lập lên Kỳ Na giáo. Thì Kỳ Na giáo cũng là một tôn giáo tâm linh, nhưng vì cái phương pháp thực tập quá khắc nghiệt, suốt cả cuộc đời tu sĩ chỉ mặc áo không khí thôi, tức là không khoác lên mình một chiếc áo nào hết á, giống như nguyên ủy được mới sinh ra, và phải dùng cái năng lực nội tại bằng thiền quán của mình để vượt qua cái lạnh và cái nóng. Lạnh á thì tắm người mình bằng nước tro để bích các lỗ chân lông và vận khởi cái khí công để chống lại cái lạnh bên ngoài. Còn nóng đó thì thực tập quán tưởng sự mát lạnh để vượt qua. Cho nên sự thực tập của giáo phái này nó không được quần chúng hưởng ứng lắm. Còn thái tử Tất Đạt Đa là một người rất yêu nước, thư kính cha, có trách nhiệm với quê hương và xã tắc và bá tính của đất nước Sakya của ngài. Cho nên đến tuổi 29 mới lập gia đình. Từ ngày xưa các vị thái tử lập gia đình rất sớm vì họ có quyền mà, và họ có cơ hội được hưởng thụ. Và Đức Phật mãi mê cái công việc nghiên cứu, học tập, luyện võ nghệ, đóng góp cho xã tắc mà không nghĩ đến hạnh phúc của cá nhân. Năm 29 tuổi được cha ép lắm đó thì mới cưới công chúa Gia Du Lại La, mà đức hạnh cũng như là hương sắc của ngài là không có người nào có thể sánh bì. Vì nhan sắc ta có thể xem công chúa này như là các hoa hậu đẹp nhất của mỗi thời đại. Còn về đức hạnh đó, là một người rất là hiểu chồng, đồng hành với chồng trong mọi hành động chân chính. Mà dân gian thường nói là vợ thông minh thì chồng làm quan, vợ khôn thì chồng làm quan. Ở đây cái khôn quan và đức hạnh của Gia Du Đà La đã làm cho thái tử trở thành một thái tử xứng đáng. Và vua cha đã quyết định chọn thái tử để truyền ngôi, nhưng thái tử đã từ chối vì thấy rất rõ rằng là tất cả những hạnh phúc trần đời mà con người có được á, đỉnh cao nhất là vua đó, không giải quyết được các vấn nạn lớn mà thái tử đã đặt ra, đó là già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, u não, cầu bất đắc, tức là muốn mà không đạt được, hay là ghét ai mà phải gặp gỡ, thương ai mà phải xa lìa, thân thể vật lý này nó không chiều theo ta, khi thì bệnh, khi thì đau, và nhiều cái biến cố thiên tai, nào là sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, làm cho con người thất điên bát đảo rất là nhiều lần, đến lúc sống như là ba chìm bảy nổi tám lên đên. Các vấn nạn về kiếp nhân sinh phủ đầy bởi những cái khó khăn và khổ đau đã làm cho thái tử không nghĩ đến cái hạnh phúc cho riêng mình,
và yêu cầu vua cha hãy giúp cho thái tử giải quyết việc đó. Vua cha nói rằng là bản thân cha cũng đang sống với những thứ này. Biết bao nhiêu người trên hành tinh này cũng đang sống, đã từng sống và sẽ có thể tiếp tục sống với những thứ như thế. Cho nên cha không thể nào giải quyết được cho con. Và thái tử nói là nếu cha không giải quyết được thì cha hãy cho con một cơ hội tìm con đường tâm linh để tự giải quyết cho mình và giúp cho người. Dĩ nhiên vua cha đâu có muốn cho thái tử đi tu như là lời tiên tri. Và khi thành công trong đi tu á, thì thái tử sẽ trở thành là bậc tâm linh vĩ đại nhất của hành tinh. Và vì lý do đó mà nhà vua đã xây 3 cung điện nguy nga đáp ứng 3 mùa để giam chân thái tử, sau đó tổ chức lễ cưới. Vì không muốn làm cha buồn cho nên thái tử đã chiều theo. Và ngay cái ngày thái tử trở thành cha, tức là nhìn thấy được cái sự chào đời của một cái nụ sự sống mà nó là hoa trái của một cái tình yêu Vajudala đã dành cho ngài đó, thì thái tử cũng đã quyết tâm từ bỏ hết tất cả mọi thứ để trở thành một nhà tâm linh. Và cái thời điểm đó khi làm việc này đó thì người ta quyền rủa Đức Phật dữ lắm. Tôi nói rằng là mới làm người cha của một đứa con một ngày tuổi thôi mà đã ra đi như thế là thiếu trách nhiệm, là bất nhân. Là một người chồng mà việc lễ cưới đến hôn nhân một công chúa sắc nước hương trời chưa từng có đó, chưa đầy được một năm mà đã bỏ đi tu là trở thành là bất nghĩa. Là một người con thái tử, cha thương mình giao cả giang sơn sự nghiệp cho mà lại không thừa kế nó đúng như cái sở quyền của cha, là một người bất hiếu. Rồi nhiều cái lời tá oán khác, như là bao nhiêu cái niềm hy vọng của bá tính dành cho mình mà bây giờ mình là đi riêng một mình ở một phương trời mà không biết là sự thành công của nó trong tương lai như thế nào. Như vậy là người thiếu trách nhiệm, trốn tránh cái bổn phận của mình. Đức Phật đã bỏ ngoài tai hết tất cả những điều đó vì ngài biết rất rõ là ngài cần cái gì và cuộc đời đang cần cái gì. Và sau 6 năm tu sai phương pháp, khổ hạnh ép sát á, suýt nữa là bị chết, Đức Phật đã tìm kiếm ra con đường trung đạo. Và con đường đó nó vượt ra khỏi hai thái cực. Thứ nhất á, là hưởng thụ khoái lạc giác quan của cuộc đời với tư cách là những người tại gia, là người phàm kẻ tục. Thứ hai đó là cái khuynh hướng khổ hạnh ép sát, đì đọt các giác quan, làm cho nó không còn một cái ý niệm màng gì đến cái hạnh phúc trần đời này nữa hết. Và ngộ nhận rằng đó là giải thoát. Đức Phật đã tìm ra được chân lý và trở thành bậc giác ngộ đầu tiên của hành tinh, giác ngộ vĩ đại. Và con đường giác ngộ đó được trình bày qua 8 yếu tố, là chánh kiến, tức là cái nhìn về vũ trụ và con người theo cái lý duyên khởi. Mọi sự vật trong cuộc không tự thân nó có trong sự tương tác với những cái khác. Không có nguyên nhân khởi thủy đầu tiên, không có sự chi phối của thượng đế và các thần linh. Tất cả do con người và các chủng loài động vật tự tạo ra trong mối tương quan với nhau mà thôi. Thứ hai là chánh tư duy. Ngài thấy rất rõ là các tư duy con người đó, nếu nó không bị vẩn đục bởi lòng tham thì nó bị chi phối bởi cái sân hận, hoặc là nó đồng hành với cái si mê. Ba độc tố này làm cho con người thất điên bát đảo và khổ đau. Cho nên điều chỉnh cái nhận thức, điều chỉnh tư duy là được hiểu điều chỉnh luôn cả cảm xúc và thái độ của mình. Và theo đó ta sẽ trở thành là một con người rất là hạnh phúc. Khi điều chỉnh được hai phương diện quan trọng của nhận thức đó, thì ngày khuya chúng ta là phải thể hiện ba hành động của thân chân chính. Đó là lời nói chân chính mà khi nãy khi ta giữ cái điều đạo đức á, thì nó bao gồm 4 phương diện. Là không nói sai với sự thật, ngược lại ta phải tuyên bố chân lý. Không nói những lời gây tổn thất, phá hoại, mất đoàn kết hoặc là thù hận nhiều hơn. Ngược lại nói những lời hòa bình, đoàn kết, hòa hợp, gắn kết với nhau. Không nói những lời tục tiểu, kém văn hóa, mất lịch sự, hay là những lời tục tiểu, thô lỗ. Ngược lại nói những lời rất là đẹp, nghe ai cũng quý mến. Không nói những lời tán gẫu, nói những chuyện bà tám, vì nó làm cho mình mệt mỏi và người nghe cũng mệt mỏi theo.
mất thời giờ, đến lúc là bị họa vào thân. Đức Phật khuyên là nói những gì có lợi ích và có ý nghĩa thôi. Thì cái đó được gọi là chánh ngữ. Và ai thực tập được chánh ngữ đó thì người đó được xem là mang lại cái uy tín bằng cái ngoại giao. Người sống bằng những cái lời nói như vừa nêu đó, chắc chắn là đi tới đâu ai cũng mến hết. Người ta rất là quý trọng mình, có uy tín, có tư cách, có giá trị. Cái tiếp đó là ta thể hiện hành động của thân một cách chân chính, bao gồm những điều đạo đức mà ta vừa phát nguyện, đó là không có giết hại. Cái đạo đức sát sinh đó rất là nguy hiểm ở chỗ đó là người ta ngộ nhận rằng Thượng Đế và các thần linh thương con người, cho nên mới nắng tạo ra các loài độc vật và cho phép con người sử dụng chúng như là một thực phẩm. Cho nên người ta thường mang ơn Chúa. Những ngày vừa qua tại Hoa Kỳ đó, thì thường vào cuối tháng 11 hoặc là thỉnh thoảng có năm đó là đầu tháng 12 dương lịch, nó có cái lễ gọi là Thanksgiving, được dịch nghĩa nôm na đó là lễ tạ ơn. Tạ ơn đây tức là tạ ơn Chúa. Họ nghĩ rằng là mọi thứ trên đời con người có, giàu nhiều hay là ít, bao gồm sức khỏe, gia tài, sự nghiệp, hạnh phúc, nhà cửa, vai trò, vị thế ở trong xã hội đều do Chúa tặng hết á. Cho nên đến cái ngày đó người ta phải tạ ơn Chúa. Và trong cái ngày này người ta giết hại các con gà Tây rất là nhiều và tạo ra cái nghiệp sát sinh. Cái niềm tin mê tín và sự sai lầm đó đã làm cho người ta phải gieo cái nghiệp ăn quán giang hồ với các loài động vật. Thì cái đạo đức của chánh nghiệp đầu tiên đó là không có giết hại. Và đây đó là cái cơ sở để chúng ta thiết lập hòa bình. Trước đây đó, khi thế chiến thứ nhất rồi sau đó là thế chiến thứ hai diễn ra đó, khắp nơi đó, thì các nhà sư Phật giáo đi vận động phản chiến để kêu gọi hòa bình bằng hòa đàm đó, thì người ta hiểu lầm cho rằng là các nhà sư đó là những lực lượng tiêu cực xúi dục người ta không thể thực hiện được những cái cuộc đấu tranh vì lý do chánh nghĩa chẳng hạn. Thực ra đó, cái lời kêu gọi phản chiến để thiết lập hòa đàm đó, nó không phải là tiêu cực, mà hiện nay đó Liên Hiệp Quốc đã làm theo và xem nó như là cái nguyên tắc số 1 cần phải tuân thủ mà các quốc gia cần phải làm. Từ cái nguyên lý đó mà Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi giải trừ quân bị, hủy bỏ các cái loại vũ khí hạt nhân, rồi không có chế tạo những cái loại vũ khí hóa chất giết người hàng loạt, vì cái đó nó phục vụ cho sự hủy diệt phá. Cái điều đạo đức này nó còn bao gồm thêm ý tưởng thứ hai, đó là chúng ta nếu chưa ăn chay được đó thì việc ăn mặn đó đừng phải trực tiếp giết nó, các loài gia súc mà đôi lúc đó nó rất là gần gũi với con người. Giết trực tiếp thì nghiệp và tội sẽ nặng hơn, còn ai làm sẵn ta mua về thì ta chỉ bị gián tiếp. Có người hỏi các Phật tử sao khôn quá vậy, thì câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu thôi. Mình không biết mình gieo nghiệp, nhất là làm nghề đồ tể, cái lương bổng chẳng bao nhiêu mà cái nghiệp của sự sát sanh quá nhiều, rồi sau này cuối cuộc đời thường bị điên loạn hay những chứng bệnh trầm trọng, mà việc lấy cái tiền lợi nhuận của cái nghề đó chu cấp cho việc nuôi bệnh nó cũng không đủ đấy. Rồi bị ác mộng thấy các cái loài động vật đó về hành hạ mình, trả thù mình vân vân, không có ngoại tình để bảo vệ hạnh phúc gia đình, không có gây những cái chứng bệnh truyền nhiễm. Hôm nay là ngày 1 tháng 12, tức là ngày thế giới phòng chống, kêu gọi phòng chống SIDA và để tạo dựng hạnh phúc gia đình. Thì nếu mà mình chung thủy một vợ một chồng, không tà hạnh trong các dục đó, thì ta đâu có lo thế này. Có những người vợ bị vướng cái chứng SIDA do người chồng mang bệnh về, mà những nguyên nhân đến lúc đó rất là đau lòng, đó là người vợ lớn tuổi rồi, không còn thích cái chuyện ăn ái nữa, chồng cảm thấy thiếu vắng quá cho nên đi tìm người khác thế vào, kết quả là mang họa cho mình, chồng chết rồi sau đó vợ cũng chết theo. Nhiều cái cảnh tượng như thế nó làm cho xã hội trở thành như là một gánh nặng. Một người bị dương bệnh á thì cả xã hội cùng bệnh theo, và chưa nói đến những cái ảnh hưởng về phân biệt đối xử
vân vân, làm cho cái người bị bệnh mặc cảm lắm. Và ngày nay chúng ta cần phải hiểu rằng là dướng vào những chứng minh đó, đừng nên hiểu là do lý do ăn chơi, phải xem nó là chuyện bình thường đó, nó giống như bao nhiêu chứng bệnh khác, cần đến sự chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ, nâng đỡ tinh thần của tất cả những người còn sống, nhất là những người thân. Rồi không uống rượu, không có ma túy xì ke, không có đưa vào trong cơ thể những độc tố, không uống thuốc độc để tự tử, không hành hạ bản thân mình, vân vân, được xem là chánh nghiệp, hành động chân chính. Rất nhiều người cứ hiểu một cách rất là nôm na rằng là thân thể này do cha mẹ tôi tạo ra, tôi đưa lớn nó bằng đồng lương của mình, nên tôi được quyền hành hạ nó theo kiểu gì tôi muốn, bạo lực với chính mình, hoặc là thỉnh thoảng là bạo lực với người khác. Cái đó là sai lầm, nó không phải là chánh mạng, nó không phải là chánh nghiệp. Có sức khỏe thì ta mới làm được nhiều việc. Luật trên thế giới này hiếm khi có quốc gia nào cấm cái việc là uống rượu lắm. Ta chỉ cấm uống rượu khi lái xe, khi lao động, khi ở công chúng thôi. Còn ở quán rượu, ở nhà người ta cho phép uống rượu. Đức Phật là khuyên không nên, bởi vì cái đó nó là nguyên nhân gián tiếp của nhiều cái tội lỗi vi phạm luật pháp, thậm chí là giết người, hãm hiếp, lừa đảo, là bạo động, vân vân, nhiều cái tệ đoan lắm. Cho nên Đức Phật khuyên là không nên. Còn những loại ma túy với nhiều hình thức khác nhau, và gần đây nhất, phổ biến nhất đó là thuốc lắc đó, nó làm cho con người mất trách nhiệm và rơi vào cái cơn nghiện, lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc thân lý, vân vân, nó không có lợi cho mình và cho gia đình. Sau đó là ta thực tập về nghề nghiệp chân chính, tức là không làm những cái nghề đồ tể, nghề sản xuất buôn bán vũ khí, nghề buôn bán thân thể, tức là công việc lầu xanh đó. Rồi cái nghề buôn bán nô lệ, rồi nghề bào chế các độc tố, hoặc là buôn bán nó, hay là môi giới nó. Những cái nghề như vừa nêu đó, nó có cái khả năng hủy diệt và dẫn đến nhiều hậu quả cho gia đình, xã hội nói chung. Vì vậy những nghề nào không thuộc vào những nghề vừa nêu và được luật pháp cho phép, phù hợp với đạo đức Phật giáo, được gọi là nghề chân chính. Sau đó thì ta phải thực tập, tức là chánh niệm, tức là ý thức, và có được cái an vui hạnh phúc ở hiện tại, bây giờ tại đây, với các công việc mà ta làm với tất cả trách nhiệm, không có hồi ức về quá khứ, tại vì việc làm như thế làm cho mình tiếc nuối hay là khổ đau thêm một lần nữa. Không có mơ mộng quá nhiều trong tương lai, mà hãy nỗ lực làm ở hiện tại, vì tương lai đó nó là kết quả của nhân ở hiện tại. Mơ tưởng nhiều mà không làm gì hết thì rơi vào cái chủ nghĩa duy lý, duy ý chí, đến lúc đó là thiếu thiết thực. Thì ai sống với cái hiện tại bằng trách nhiệm, bằng phương pháp, bằng tấm lòng đó, thì cái đó được gọi là người sống đúng tinh thần Phật dạy. Và nhờ như vậy ta có được cái yếu tố thứ 8, đó là định, hoặc là dựa vào định để cho ta phát triển trí tuệ, khám phá, phát minh, đóng góp. Người nào định tĩnh nhiều, bình tĩnh trước mọi biến cố của cuộc đời, thực tập làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được các giác quan, thì cái đó sẽ trở thành là người rất là đặc biệt. Thì cái con đường trung đạo này đã làm cho Đức Phật trở thành một vị Phật. Và từ đó đó, giáo lý của Ngài rất là khác với các tôn giáo khác. Ở đây chúng ta thấy là cả 8 yếu tố chân chính được gọi là trung đạo đó. Không có yếu tố nào là tha lực, không có yếu tố nào nguyện cầu, không có yếu tố nào là lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh. Và thấy rất rõ rằng là ta phải là chủ nhân của chính mình, ta là kiến trúc sư của đời sống của chúng ta. Và làm được như thế rất là tốt. Ngày nay đó, các nhà khoa học về các lĩnh vực, trong có lĩnh vực kinh doanh, về nhiều dạng thức khác nhau, dạy chúng ta những cái kỹ năng để thành công. Những kỹ năng đó là những kỹ năng có phương pháp, có khoa học. Nó giống y hệt với là bát chánh đạo này, ta không có gì khác hết, diễn khai chi tiết thêm thôi, chứ không có nói là bây giờ cầu nguyện chú đi, chú sẽ cho tất cả, cho chúng ta cái bánh vẽ đâu. Mà bánh vẽ thì ăn không no, ăn không được. Còn muốn no thật là phải làm, chứ không có cầu nguyện quan sinh, không có lệ thuộc ai hết á, là phải làm. Làm có phương pháp, làm đúng luật pháp, làm đúng đạo đức, làm đúng lương tâm, làm đúng trách nhiệm. Cho nên làm đệ tử Phật là một phước báo là thế.
là một hạnh phúc là thế. Một vấn đề khác chúng tôi muốn chia sẻ đó là đạo Phật là đạo đến để mà thấy, nó khác với các tôn giáo là đến để mà tin. Đến để mà tin đó, thì mình đặt niềm tin vào Chúa, vào các thần linh, kinh thánh, ghi cái gì ta phải theo cái đó, không dám đặt vấn đề. Và khi hỏi các vị lãnh đạo các tôn giáo đó, tại sao tôi không được quyền đặt vấn đề, thì cái câu trả lời chung chung sẽ là thế này: vì Chúa là siêu nhân, tư duy của Chúa là siêu việt hơn con người. Tất cả những cái gì con người biết, con người thấy, nghe, con người được học hỏi là giới hạn, sẽ là một sự sai lầm lấy cái giới hạn của con người để đo cái vô hạn của Thượng Đế. Và ai đặt ra những vấn nạn đối với Thượng Đế là thách đối với quyền lực của Ngài thì người đó sẽ bị tội. Cái đó là cái cách mà lý luận theo khoa học tôi gọi là cả vú lấp miệng em. Còn Đức Phật nói một trong năm đặc điểm về lời dạy của Ngài do Ngài thích lệ đó, đó là đến để mà thấy. Đến với Ngài phải là để mà tin, mà lại thấy như là một chứng nhân, thấy như là một người quan sát, thấy như là một nhà tư duy, thấy như một người phán đoán độc lập, có phương pháp. Và cho đến lúc nào những cái thấy bằng chứng của chúng ta, nếu thực hiện nó, có được lệ lạc hạnh phúc cho mình, cho người thân, cho người thương, cho gia đình, thì hãy làm theo, còn bằng không, không cần phải theo Ngài. Cho nên trong đạo Phật nó có hiện tượng thế này: cha mẹ là Phật tử mà con em là Phật tử không sao hết á. Con em là Phật tử mà cha mẹ có thể theo độ khác cũng không sao hết. Vợ là Phật tử, chồng không phải là Phật tử cũng không sao, và ngược lại. Thì bởi vì đến đây thấy, cho đến lúc nào ta thấy bị thuyết phục, và việc gắn kết với đạo Phật sẽ làm cho mình được hạnh phúc hơn, sáng suốt hơn, bình an hơn, thì hãy theo. Và không, nếu mình chưa cảm thấy như thế thì Đức Phật khuyên là khoan dội nhận Ngài làm thầy. Một đặc điểm khác của đạo Phật đó là thiết thực hiện tại. Đạo Phật không có hứa hẹn chúng ta ở kiếp sau, ở cái thiên đường xa xôi nào đó, mà đạo Phật dạy qua bát chánh đạo đó. Ta làm bữa sáng là ngay lúc làm đó ta đã có kết quả rồi. Bữa chiều cái dư hưởng của kết quả vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí là nhiều năm về sau nó tiếp tục diễn ra nữa. Thì giống như là đầu tư kinh tế mà, nếu mà biết cách đầu tư, ta gieo giống là một mà thành quả là 10, 100 triệu. Các nhà kỹ sư, các nhà khoa học của Nhật Bản khôn lắm, đâu có đầu tư nông nghiệp. Họ đầu tư những cái máy móc hiện đại, ví dụ như là một cái máy kỹ thuật số 13X trở lên đi, giá bây giờ nó phải là 700-800 đô. Mà để ráp cái máy đó họ chỉ tốn khoảng chừng có 1 giờ đồng hồ, và bán được là 800 đô. Cái tiền lệ từ cái việc sản xuất cái này đó là khoảng là 500 đô. Tiền đầu tư vốn liếng tất cả là khoảng 300 đô thôi. Trong khi đó người nông dân Việt Nam đó phải làm chân lắm tay bùn cả một năm trời, từ lúc chưa chắc gì có người đã dư được 800 đô. Đó là cái cách người ta tính toán mà đầu tư, bỏ ra ít mà lời nhiều. Đó là đầu tư có phương pháp. Những nước nghèo như Việt Nam thì đầu tư cái phần thô thôi, còn cái phần thành quả to lớn để có cái giá trị với hình thức là một sản phẩm đó, thì ta không quan tâm lắm. Kết quả là ta lại tiếp tục làm ở đệ cho người khác đó. Ta làm công cho người khác đó, cho nước khác đó, những nước giàu hơn chúng ta, hoặc là có cái lực lượng tri thức giỏi hùng hậu chúng ta thôi. Còn theo Phật giáo, nếu mình có được chánh kiến, chánh tư duy, những cái phương pháp để mà trải nghiệm trong đời sống, người ta sẽ làm giàu. Và do đó đầu tư ít mà thành công cao. Thì tương tự cũng như thế, trong đời sống phước báo cũng vậy, mình phải đầu tư, biết cách tính. Tính đây không phải là để mang cái lợi ích ích kỷ cho bản thân mình, mình tính để mình đầu tư cái nào nó xứng đáng cái đó. Cho nên là không có nguyện cầu gian sinh mà lại làm nhiều. Thì tinh thần Phật giáo dạy như thế này: thay vì mình muốn có một đàn gà con để sau này trở thành một đàn gà lớn, thì tốt nhất là hãy tìm làm sao có được những quả trứng có trống và ấp nó một cách có phương pháp. Và điều thứ hai Đức Phật dạy trong cái Tăng Chi đó là có không vẫn chưa đủ, mà phải là nỗ lực làm sao để giúp cho những cái con gà mầm sống này trở thành những con gà thật sự. Nếu nó không tự mổ bằng cái mõm của nó
để nó chui ra bên ngoài thì ta hỗ trợ mổ nó. Thông thường con gà mẹ ít mổ dùng lắm, thì bởi vì mổ không khéo nó trúng ngay cái đầu mắt, nó bị đuôi sao, cho nên phải để cho gà con tự mổ bằng cách là nó truyền cái nhiệt lượng cần thiết để cho các con gà đủ sức để mà tạo sức sống cho chính nó. Thì Đức Phật á, là một bậc đạo sư như thế, tức là ngài cung hiến cho chúng ta những cái năng lực nội tại của bản thân mình để mình tự tin có phương pháp vươn lên và thành công trong cuộc đời, chứ không phải là trao tặng cho chúng ta một thành quả. Ngày nay đó, giáo dục con cái đó được các nhà nghiên cứu trên thế giới phản khích lệ là trao phương pháp cho con em mình thành công hơn là trao gia tài kế thừa. Thì gia tài kế thừa con em mình nó sẽ phá sản sớm lắm, hiếm có đứa con khôn ngoan giữ được gia tài. Cái gì không làm từ mồ hôi nước mắt đó thì cái đó sẽ khó được bền lắm. Cho nên những gia đình Phật tử chân chính đó sẽ huấn luyện con bằng cách là để cho con mình tự làm những hỗ trợ cần thiết để cho con thành công thì càng có, nhưng không phải là trao hết tất cả. Cho nên giáo pháp như thế rất là thiết thực hiện tại. Có nhiều người ta lý luận như thế này: đến với đạo Phật mệt mỏi lắm, bởi vì Đức Phật khuyên mình phải làm, tự làm hết. Còn đến với đạo Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi hay là các tôn giáo khác á, thì Chúa hứa hẹn đủ thứ, chỉ cần giao quán niềm tin cho Chúa thôi, Chúa mang lại các thành quả cho chúng ta. Cầu nguyện đi, sự mầu nhiệm sẽ có mặt trên cuộc đời. Nghe ai mà không mê. Cái thói quen của lòng tham là ai cũng có hết trơn á. Và rất nhiều tôn giáo đã biết khích lệ khai thác triệt để vào lòng tham để cho người ta dễ dàng theo đạo. Đức Phật thì không cần số lượng tín đồ đông, mà ngài dạy là người ta phải làm theo, và làm theo rồi là có kết quả thôi. Cái gì mà mình tự làm nó bền bỉ lắm, rồi cái gì mà người khác làm cho mình á, khi được khi không, khi còn khi mất, không bao giờ được đảm bảo chứ. Và bây giờ các nền kinh tế ở quốc gia, ở một quốc gia mà muốn được bền bỉ đó, thì cũng phải là kinh tế tự lực ở trong nước thôi. Cho đến bây giờ, bắt đầu năm nay Việt Nam mới vận động là người Việt Nam gọi là sử dụng hàng Việt Nam, tiêu thụ hàng Việt Nam quá chậm. Từ xa xưa Đức Phật đã dạy cái kinh tế tự túc mình. Mỗi người phải tự túc cho chính mình, phải tự làm cho mình được phát triển nè. Cái câu chuyện tùng địa dũng xuất ở trong kinh Pháp Hoa của Phật giáo Đại Thừa đó là một triết lý về cái kinh tế tự túc tự lập mà mỗi quốc gia cần phải làm, mỗi gia đình cần phải làm, mỗi người cần phải hướng về. Khi nghe Đức Phật truyền bá chân lý Pháp Hoa, tức là cái tiềm năng tuệ giác mà ai cũng có, để đánh thức Đức Phật thì cũng quên, đánh thức tiềm năng, giải phóng những cái mặc cảm tự ti về bản thân mình, giải phóng những mặc cảm về quá khứ để giúp cho một người trở thành thành công, thì rất nhiều các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác đã phát nguyện như thế này. Kính bạch Thế Tôn, cái từ mà người ta tôn kính ngài, cả thế giới này tôn kính, xin ngài hãy cho chúng con một cơ hội được phục vụ cho con người ở hành tinh của ngài, đó là một diệu phúc rất lớn cho chúng con. Đức Phật mới nói như thế này: này các vị Bồ Tát, trước nhất là tôi xin ghi nhận cái tấm lòng đặc biệt của các vị, nhưng tại hành tinh của tôi đã cũng có những người mặc dù chưa bằng được như các vị, nhưng mà trước sau gì cũng được như các vị. Sau đó Đức Phật đã huấn luyện, và chỉ trong tích tắc thôi thì từ dưới đất giọt lên các vị Bồ Tát mới toanh, và những vị Bồ Tát này làm các Phật sự đóng góp cho xã hội, dấn thân cho cuộc đời, và làm cũng giống như là các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác. Dĩ nhiên đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn thôi, câu chuyện không có thật, nhưng mà nó được đưa ra trong kinh để chúng ta thấy rằng là lòng đất á, nó là cái nơi chứa tất cả các cái quặng quý báu nhất, các loại kim loại, các loại vàng đều nằm ở dưới lòng đất, các loại dầu mỏ cũng nằm dưới lòng đất. Mà cái này đó, ai sở hữu được nó nhiều là trở thành giàu, nước nào sở hữu được các quặng nhiều là người đó trở thành giàu. Cho nên lòng đất đây đó là đất tâm, ở trong mảnh đất tâm chúng ta nó cũng có rất nhiều cái quặng tiềm năng về cái sở trường chuyên môn lĩnh vực này lĩnh vực khác. Có điều đó là ta phát huy nó như thế nào, đúng phương pháp hay không ta, có được sự hỗ trợ thích đáng hay không ta. Từ dưới đất vọt lên đó là tiềm năng trở thành một hiện thực. Ai cũng có sẵn những thứ này đó, có điều ta không sử dụng. Quốc gia nào cũng có được những cái nguồn dự trữ rất là lớn, nhưng mà mình không biết phát huy.
hoặc là ta chỉ mới sử dụng cái phần thô thôi, còn cái phần thành quả thì ta không có nghĩ đến. Ví dụ như bài cát Nha Trang là một cái gì đó rất quý báu, mà nhiều năm trước chúng ta bán cho Nhật Bản, Nhật Bản mua giá cát của Nha Trang với cái số tiền rất rẻ mạt mà đem về gọi là chế tạo trở thành kiến xe hơi và kiến nhà. Kiến đó khi bị vô tình mà làm vỡ bể đó, nó không giống như trước đây là nó đâm suốt chảy máu gây trọng thương, mà nó trở thành cái dạng tương đối là hiền hơn. Thế từ các hạt cát thôi mà ra được cái kiến. Và nếu mình phát huy tiềm năng bằng cách đầu tư nhân tài đó, thì trước sau gì ta cũng giàu. Cho Đức Phật có khích lệ là hãy sử dụng cái nguồn địa phương, cái nguồn nhân lực tại chỗ trong nước thôi. Bởi vì ta, nếu mời các chuyên gia đó thì tiền đã trả cho họ rất là cao và không bền. Thay vì làm như thế, ta hãy cử người đi học khắp thế giới, học được những cái hay về để trả lương thích hợp, thì những người đó trở thành chuyên gia cũng có thua kém gì đâu. Mà người Việt Nam mình bị cái tâm lý đó, cái gì ngoại là xịn, cái gì của nước ngoài là hay, thế nên vĩnh viễn mình trở thành là nô lệ, lệ thuộc thôi. Chứ không có trở thành là cái phát minh đặc biệt. Mà bây giờ mình vận động cái chủ nghĩa yêu nước trong vấn đề kinh tế, đôi lúc đó là một sai lầm về chính sách. Người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, yêu nước nó chỉ đóng một vai trò thời gian thôi. Bây giờ sao vận động và siết bằng luật cho các doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng các mặt hàng, giá cả phải chăng, độ bền lâu, thì tự động người Việt Nam không xài hàng ngoại quốc nữa. Ấn Độ đã làm thành công vấn đề này mấy chục năm trước chúng ta. Ấn Độ có thể chế được nguyên tử hạt nhân, xe cộ, xe lửa, máy bay, thiết giáp, xe tăng, xe ủi, xe vận chuyển hàng hóa, các phương tiện, không có cái gì mà họ không làm được á. Có thể nó thô xấu hơn là hàng của Nhật, hàng của Mỹ, nhưng mà giá nó rẻ gấp 3, gấp 4 cho đến 30 lần, mà độ bền của nó cũng tương đương, thì dạ gì mà ta mua hàng nước ngoài. Cho nên thay vì chỉ khích lệ đơn thuần chủ yêu nước, thì ta hãy đưa ra những cái khích lệ về chất lượng, những cái ràng buộc về luật pháp để trừng phạt những người gọi là làm mất lương tâm, gây ô nhiễm, gây bệnh tật ở trong các cái hàng hóa của mình, thì tự động hàng Việt Nam có chỗ đứng đâu. Cho đó nó đòi hỏi đến sự giám sát rất là nghiêm ngặt, và có lẽ là phải mất đến nhiều năm nữa. Hiện nay Việt Nam đang nhập cuộc vào cái này, thanh tra, thanh trừng, để cải tổ, để tạo cái chỗ đứng của hàng Việt Nam ở thế giới. Cái điều phước báo mà chúng ta là Phật tử có được đó là mình không còn nô lệ thần linh nữa. Nô lệ thần linh là cái khổ đau lớn nhất. Cái quốc gia ta mới nghĩ đến cái việc là không nô lệ văn hóa, vì nô lệ văn hóa là mất nước. Trong lịch sử thì Việt Nam đã trở thành là cái món mồi xâm lăng của Trung Quốc. Sau đó là những lực lượng khác như là Pháp, v.v. rồi Mỹ. Một quốc gia mà mất chủ quyền độc lập đó, là quốc gia nó không hạnh phúc được, không phát triển theo cái hướng mình muốn được. Mà có độc lập mà không biết cách phát triển đưa đất nước đi lên thì đất nước cũng không hạnh phúc được, người dân cũng không hài lòng được. Cho nên nó phải bao gồm cái hai: độc lập chủ quyền và những cái quyền căn bản nhất mà con người cần phải có để đi lên, tức là những cái công bằng xã hội phải được cam kết ở mức độ cao nhất. Do đó Đức Phật gọi là quản lý bằng luật. Mười dương tự pháp mà Đức Phật dạy cho các vị vua ngày xưa đó, nếu bây giờ chúng ta áp dụng là nó tốt cho xã hội lắm. Không có thiên vị, không có đặc quyền đặc lệ cho con cháu, ai là nhân tài, có đạo đức, có trí tuệ, thì cái đó phải được xứng đáng đưa vào các vai trò thích hợp để họ đóng góp. Mười dương tự pháp đó bây giờ vẫn rất là thích hợp cho mọi xã hội, dù là tư bản, cộng sản hay là chế độ quân chủ. Nô lệ và thần linh sẽ làm cho chúng ta sống thường trực với nỗi sợ hãi. Tại sao tôn giáo nó có mặt, nhất là các tôn giáo nhất thần và đa thần? Tại bởi vì vào thời xa xưa con người chưa có đủ cái trình độ khoa học đó, cứ nghĩ rằng là động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, tai nạn giao thông, tai nạn lao động là do các thần và thượng đế cả giận.
trừng phạt chúng ta, và sợ quá mình phải o với các ngài bằng cách là hối lộ đút lót, giống như đút lót người phàm vậy đó. Tại vì các ngài thương tưởng mà không có giáng quà xuống cho mình và ban phước cho mình. Thế là cái con người phàm tục đó, bao giờ cũng nghĩ cái gì trên cơ sở của lòng tham đó chứ. Cho nên muốn vượt qua những cái tai nạn tai ương đó thì phải thỏa mãn lòng tham cho các vị thần linh. Mà nếu thần linh là như thế thì thần linh đáng khinh bỉ, chứ có gì đâu mà mình phải tôn thờ họ. Con người như thế là đáng khinh bỉ. Các vị vua, các vị quan, chủ tịch, nguyên thủ quốc gia, tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng mà làm như thế, bây giờ luật pháp nghiêm trị, nước nào cũng thế, ta phanh phui, tố cáo và phải cầm tù. Mà nếu thần linh mà đi nhận hối lộ bất hoặc ai cúng kính mình thì mình mới gia hộ, không cúng kính mình thì mình đi đọt cho chết, ác độc vô cùng. Có đâu mà ta phải sợ họ. Có điều đó là từ lâu xa chúng ta không dám đặt vấn đề. Ta cứ nghĩ là Thượng Đế là bất khả xâm phạm, thần linh là bất khả xâm phạm. Theo Đức Phật là Thượng Đế chưa từng hiện hữu. Vũ trụ này không phải do Thượng Đế tạo ra, mà do trong tự thân của mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người, các loài động vật, vận hành, tương tác, rồi được hình thành, tồn tại, phát triển, rồi va chạm với nhau, quỷ hoại, tạo ra một cái mới. Tiến trình đó luôn luôn diễn ra, không bao giờ có kết thúc. Nó rất là khoa học. Cho nên giải phóng thần linh bằng cách là ta quy Phật. Thì khi làm Phật tử rồi đó, thì cái điều quan trọng là mình không có thờ Thượng Đế, thần linh, mẹ sanh, mẹ độ, rồi Quan Công. Mình nghĩ rằng là các vị này sẽ hộ trì mình, mà không có. Không ai hộ trì mình bằng chính mình đâu. Mấy vị không tin, cứ vi phạm luật pháp đi, để cầu mấy vị đó hộ. Lúc mà tòa án lại cầm đầu mình á, thì mấy ông Thượng Đế, thần linh trốn mất hết trơn. Bởi vì nếu mà ông có mặt mà ông có bị liên lụy luôn. Thì nó không có ai cứu hộ được bằng chính cái phước và đời sống đạo đức của chúng ta. Đó là điều mà Đức Phật đã xác định. Và có lần Đức Phật là phát biểu trong kinh, nếu Thượng Đế là có thật thì Thượng Đế là một nhân vật bất công, cần phải lên án, vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Nghe nói rất là khôi hài. Trên thực tế thì Thượng Đế chưa từng có mặt, nó chỉ có mặt ở trong sự tưởng tượng của con người thôi. Cho nên Nietzsche, một triết gia Đức, đã phát biểu Thượng Đế đã chết. Và khi mà khoa học và kiến thức con người phát triển đó, thì cái chỗ đứng của Thượng Đế không còn nữa, nó chỉ tồn tại trong những người mê tín thôi. Và khi mà chúng ta không tin là có Thượng Đế đó, thì vấn đề còn lại là ta phải tin vào đạo đức của mình, tin vào phán đoán của mình, tin vào cái sự đạo diễn chân chính của mình, ta để ta trở thành một cái người tốt. Cái đó là cái tính trách nhiệm rất là cao. Giải phóng cái sự nô lệ khỏi các thần linh thì mình sống bình an lắm, không còn sợ hãi nữa. Mà sợ hãi là cái mất hạnh phúc lớn nhất. Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ là khi làm Phật tử thì chúng ta có cơ hội chuyển được nghiệp. Trước đây là mình sống theo cái thói quen thôi, mà có người nâng thói quen trở thành như là một bản năng bất khả xâm phạm, không muốn thay đổi đó. Ta đôi lúc là hãnh diện tự hào về những cái cá thánh mạnh mà mình có nữa. Trong nghệ thuật, trong các lĩnh vực đó, thì người ta chùa những người có cá thánh mạnh. Nhưng mà cá tánh mạnh mà tích cực á, thì lên giữ, nhưng mà cá tánh mạnh tiêu cực á, đó là sự quan cố, là bảo thủ, là chấp trước. Nếu mà khuyên là phải mạnh dạn bỏ nó. Thì theo Phật thì mình có được cái khả năng chuyển nghiệp. Ba ngôi tâm linh á, sẽ giúp cho mình chuyển nghiệp. Nương tựa vào Phật là chuyển nghiệp mê tín dị đoan về Thượng Đế các thần linh. Nương tựa vào lời kinh Phật giải, với sự hành trì đó, thì ta sẽ chuyển được cái nghiệp tin vào các học thuyết chủ nghĩa tôn giáo mà vốn không có khả năng giúp cho mình được hạnh phúc thật sự. Ta phải bỏ cái đó qua một bên. Cái nào hay thì học, cái nào dở là phải mạnh dạn bỏ, chứ không nên giữ nó. Giữ nó là họa cho bản thân mình, tức là thay đổi nhận thức. Còn theo các vị chân tu thật học đó, thì ta học được những bài học thực tế. Dĩ nhiên trong cuộc đời cũng có những nhà sư hổ mang, tức là những người sống không đúng lý tưởng của Phật dạy, làm mất niềm tin của quần chúng. Nhưng đừng vì những hiện tượng cá lẻ đó mà ta
phổ quát quá đó, và có một cái nhìn ám ảnh rằng là thầy tu nào, sư cô nào cũng giống như thế. Dân gian Việt Nam có những câu rất là triết lý: nhà dột có nê, mía sâu có mắt. Không phải vì một cái lỗ dột mà bỏ cả một căn nhà, không phải vì một cái mắt sâu mà bỏ cả một cây mía. Cũng giống như tô cơm á, chỗ nào có sạn thì bỏ sạn ra, chỗ nào không có sạn thì tiếp tục ăn. Trong một nồi canh có con sâu, mặc dù nó làm rầu mình, nếu mà mình quan trọng quá, bỏ con sâu ra ăn những phần còn lại vẫn tốt như thường, đâu có bệnh tật gì đâu, đâu có tai hại gì đâu. Đó là cái nhìn rất là lạc quan, rất là tích cực, rất là thiết thực. Tại vì nhân quả ai làm mới chịu thôi, không thể một người này làm mà bắt tất cả thế giới còn lại phải chấp nhận cái hậu quả của nó. Do đó chuyển được nghiệp thái độ, chuyển được nghiệp nhận thức, chuyển được nghiệp hành vi, sẽ làm cho mình trở thành một người rất là mới. Trước đây thì mình có thói quen uống rượu, đối với những người nam đi, bây giờ mình đi quyết tâm là bỏ, là bởi vì bỏ rượu đỡ tốn tiền, đỡ tốn tiền nhậu, mỗi một chầu nhậu, đối với dân nhậu thứ thiệt đó là vài ba triệu, mình lấy vài ba triệu đồng đó mình giúp cho gia đình của mình hay là gia đình của vợ mình thì hạnh phúc biết mấy. Mà người ta lại không thích làm thế, ta là thích thỏa mãn cái khẩu vị thôi, mà thực ra là đưa cái bệnh tật vào trong cơ thể thôi, có lợi ích gì đâu. Rồi ma túy, xì ke, thuốc lắc và những độc tố khác nó cũng có tác hại tương tự, cần phải vượt qua. Bây giờ làm chưa được thì phải quyết tâm làm. Trước đây mình uống ví dụ ngày 3 xị, bây giờ tụt xuống còn 2 xị rưỡi, vài tháng còn 2 xị, vài tháng nữa còn 1 xị, sau đó là còn dài chung, rồi từ từ dứt luôn. Có quyết tâm là thành công à. Quý vị ai đã từng làm chồng đó thì cứ hỏi các bà vợ xem có bà vợ nào thích chồng mình uống rượu không, thì thương quá thì phải bảo phải chấp nhận thôi, chứ có bà nào mà thích uống rượu đâu. Quý vị cứ hỏi thêm một lần nữa, có bà vợ nào thích ông chồng hút thuốc lá không? Thôi thấy mồ, làm sao mà thương nổi. Nhưng mà ráng thôi, lỡ thương thôi phải ráng thương. Thế là lúc nhiều người nam rất là ích kỷ, những cái thói quen của mình nó làm cho người vợ phải chịu đựng đó. Là nếu mà ông chồng nào mà lỡ mà dướng vào xì ke, cứ hỏi vợ mình có bà vợ nào mà thích ông chồng mình bị dướng xì ke không. Tiền tốn quá nhiều, bệnh tật quá nhiều, thậm chí là khi bị dướng cái bệnh này là thân tàn ma dại luôn, thân bại danh liệt, người vợ phải chịu đựng đó. Cho nên ta phải biết là cân nhắc giữa cái thói quen của mình và cái hạnh phúc của vợ con để ta vượt qua nó. Còn bốn cái điều đạo đức còn lại đó thì cả nam lẫn nữ, vợ lẫn chồng, lớn lẫn nhỏ đều phải thực tập nó hết á, vì nó liên hệ đến tất cả chúng ta. Và điều sau cùng á, cái việc phước báo mà đến với đạo Phật á, là mình biết dung chồng công đức cho kiếp sau. Ta sống một cách thiện lương ở hiện tại, làm những việc nghĩa, những việc có cho cuộc đời hiện tại, và những cái làm đó nó không bao giờ hết á, nó sẽ giữ lại cho kiếp sau của chúng ta nữa. Cho nên là người Phật tử ta sống có đạo lý, có tình người, có vô ngã, có vị tha đó. Mình thành công hạnh phúc cho mình rồi, mình cũng phải biết chia sẻ. Nên trong các cái nguyên tắc nhập thế của Phật giáo đó, ở trong sáu cái toàn hảo đó, thì cái bắt đầu cái toàn hảo đó là bố thí, nhường cơm, xẻ áo, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách tả tơi thì đùm cái lá rớt bồng tơi. Tinh thần đó rất là đặc biệt ở trong đạo Phật, tại vì ta phải sống cho riêng mình. Cái gì cho đi thì không bao giờ mất, cái gì giữ đó lúc chết đó mang theo không được, khó siêu. Do đó khi mình có mình dư nên làm việc nghĩa. Dĩ nhiên cái việc kế thừa cho con cái thì ta cũng phải căn phân, còn lại cho những hoạt động xã hội, cho những hoạt động tâm linh văn hóa, cho những ngân quỹ tốt ta cũng phải làm để góp phần phát triển cho cuộc đời nói chung. Thì hôm nay là ngày rằm tháng 10, nhân cái lễ quy quý vị, chúng tôi nói đôi điều về hạnh phúc được làm Phật tử, để chúng ta cảm thấy mình đã chọn đúng con đường, và từ đây về sau đó ta sống một cách bền bỉ với nó. Có người có thể hỏi rằng là nếu lỡ sau này mà tôi không thích đạo Phật, rồi tôi bỏ đạo Phật thì có bị tội gì không?
câu trả lời là hoàn toàn không. Chỉ có là mất quyền lợi thôi. Giống như mình có cơm ngon nhưng mà nói là cơm này dở quá mình không ăn, mình uống thôi. Có thuốc, có bác sĩ giúp đỡ mình để cho mình được lành bệnh mà mình nói hơn giờ tôi không cần các dịch vụ y tế này nữa, tôi bỏ, thì mình chết sớm hơn thôi, chứ không có tội gì hết. Nó phát nguyện theo đạo Phật rồi bỏ cũng không sao. Có điều còn lại là ta biết thương chính mình hay không thôi. Còn các tôn giáo thì ta hù dọa. Khi theo đạo mà bỏ đạo sau này nó trời chu đất diệt, làm ăn ngóc đầu không nổi, nghe mình khủng hoảng sợ hãi không dám bỏ. Đạo Phật không có thế. Chúng tôi tin chắc rằng là khi mà mình đã đến với đạo Phật bằng nhận thức đó, nó khác với đến bằng niềm tin. Thì dầu cho sau này ta có gặp những cái hoàn cảnh khó khăn như là những thách đố, dầu cho có bị dụ dỗ đi nữa ta cũng không có bỏ được. Tôi biết rất rõ rằng là cuộc đời này mọi thứ đều do mình làm ra, những hỗ trợ chỉ là thứ yếu thôi. Và nếu ta biết cách ta vẫn khắc phục được. Nhiều người đã làm nên từ hai bàn tay trắng thì ta cũng được như thế. Đừng tự khinh thường mình mà đánh mất cơ hội. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.